ngày thứ sáu, bữa nay mấy tây quý vị? 8 tây tháng 9 2017. Trong thời gian tôi về đây để sau cơn bão, tôi về đây để tôi tiếp tục để mà coi cái cư dân ở trong làng Di Đà Con Rô cần cái gì để tôi có thể mà giúp đỡ, thì chúng tôi đã làm xong cái hệ máy điện backup cho cái hệ thống này để bơm nước, để khi cấp điện chúng ta vẫn còn có chánh điện để sinh hoạt, có những cái điện để chúng ta xài. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta ổn định là những cái chuyện ở trong làng. Và cái thứ ba nữa là thầy bữa nay thầy nói tới cái đề tài là quý vị phải đối diện với cái sanh già bệnh chết. Thật ra quý vị có thể là giảng kinh, nó giảng trên trời là những bộ kinh thiền tông, rồi giảng những cái bộ kinh tịnh độ, giảng những cái hạnh Bồ Tát. Nhưng mà cái mà trực diện nhất mà chúng ta bữa nay đem nói ra đó là quý vị để ý một cái điểm này. Cái điểm mà thầy muốn nói ở đây là cái gì? Lấy cái gương của vợ chồng của cô Đà Lạt đó. Nha. Cổ ngày xưa, cổ là một người coi như có chủ một cái nhà hàng. Rồi ông xã chú cũng là chú Tú đó, là cũng là đệ tử của thầy, là một cái đại quý hải quân mà coi về sĩ quan cơ khí. Rồi quý vị thấy thời gian hồi đó thầy về là lúc nào cổ cũng có mặt ở đây, hai vợ chồng lên. Mà quý vị thấy là hồi đó những bữa ăn của mình ở đầu đều có mặt của ngài Đà Lạt, có không? Nhưng rồi sự việc nó đến, vô thường nó đến, và bây giờ ông xã cổ bị bệnh như vậy và cổ phải không có thể đến. Nhưng mình nói chuyện với thầy thôi, mà cũng muốn đến thăm sư phụ mà cũng không lên được. Mà sư phụ muốn thăm vợ chồng đó thì sư phụ lại có những việc lớn hơn, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Bây giờ thầy đặt ra cái vấn đề, Đức Phật ngài là một bậc phước đức rất là nhiều, nói là phước đức hơn chúng ta, ngài tu nhiều kiếp, ngài làm con vua. Nhưng mà rồi quý vị thấy Đức Phật á, cũng đối diện với những cái nghiệp. Cái nghiệp trong cái thở mà chưa thành Phật á, cái nghiệp khi mà ngài còn là một cái người phàm á, ngài gieo, ngài vẫn trả. Ngài vẫn bị cái nghiệp người ta coi như là đổi bụng vu khống, ngài bị nghiệp coi như là người anh em một cha chú bác chứ mình thả đá để mà giết mình, cấu kết với thái tử A Xà Thế thả voi giết mình, rồi làm đủ chuyện hay phá hoại thanh đoàn. Quý vị thấy ngài cũng bị cái chuyện đó, người trong dòng họ mà, thành ra những cái gương đó mình đều thấy. Rồi Đức Phật bị Tôn Đà Lị đổi bụng để mà du quan, là coi như là vô đây là Đức Phật tại phạm giới tà dâm. Thành ra những cái đó Đức Phật nó qua hết rồi, Đức Phật lại cuối cùng cuộc đời Đức Phật lại là cũng bị cả cái bệnh là bệnh kiết lỵ để mà xả bó thân. Nhưng mà quan trọng là Phật có đau khổ hay không, chứ là tất cả những cái nghiệp một vị Phật mà còn bị. Bây giờ tôi nói thí dụ nha, vì tôi đem hai cặp vợ chồng của Thiện Trơn với Nguyễn Tịnh để tôi nói thôi. Bây giờ hai người này, Thiện Trơn hồi xưa cũng là KBC với sư phụ, cùng tuổi với sư phụ, cùng tuổi nhâm thìn. Rồi bây giờ hai người này đến quy y với sư phụ là do một cái nhân duyên. Cô Nguyễn Tịnh là có người công giáo, nhưng mà thì coi như là cổ có nói những câu thiền theo lái mà gái thì theo chồng, quý vị rõ rồi. Nhưng mà quý vị thấy rõ hai người này là những người nếu mà về ở đời thì coi như là bạn, còn trong quân ngũ, mà về đạo là đệ tử của sư phụ. Thì bây giờ quý vị thấy hai người này đến đây rất khỏe mạnh, nhưng mà tại sao nếu mà cách đây hai năm lúc mà Thiện Trơn về Việt Nam, Thiện Trơn bị stroke. Nếu mà nó không có phước, chỉ cần trễ chuyến bay, chỉ cần là Thiện Trơn bị trễ chuyến bay mà ở lại Việt Nam chừng một tuần á, biết tình thấy cuộc đời cuộc gì nó khác hết. Giờ này tụi con cũng không có ngồi đây, vì Thiện Trơn lúc đó ngồi trên chiếc xe lăn rồi. Con bây giờ con qua đây á, là đi hai vợ chồng. Thì như vậy chúng ta tạo cái gì để quá giải, đó là cái phước trong tích tắc, là Thiện Trơn thấy rõ ràng không? Bởi chính con nói mà, Thiện Trơn chỉ đi về đây trễ chừng một ngày thôi là cái cuộc diện nó khác rồi, ông này bị stroke đó nha. Là địa cộng nó đã kêu ông vô trong cái phòng cách ly, nó điều tra, nó hỏi ông có bệnh không, là nó hỏi ông đó, mặt đỏ rè mà lúc đó là ông bị stroke rồi đó. Mà nếu mà nó chặn ông lại là coi như về đây là trẻ là bác sĩ không trị được luôn, thì bây giờ ông đâu có đi đứng này được. Ý thầy nói đó là chúng ta phải tạo ra những cái phước duyên để nó hóa giải đi những cái nghiệp. Thí dụ cái người có phước thì cũng bị stroke vậy, nhưng mà lại về đúng thời đúng lúc, rồi về bên Mỹ nó trị kịp.
Còn cái người thiếu phước thì chúng ta không có đủ duyên thì chúng ta bị trễ máy bay, hoặc ra đó chúng ta đi taxi vô phi trường nó lại kẹt, hoặc bay từ Huế vô Sài Gòn nó delay. Thì những cái chuyện đó quý vị thấy là chúng ta phải tạo cái phước. Bây giờ tôi nói công việc, nếu mà Thiện Chân ngày 2 năm về trước Thiện Chân mà không có đủ phước duyên, giờ này cái công việc nó khác hết. Tụi con cũng không thể mà qua đây rảnh rỗi bay qua đây để mà cùng đi, để mà thăm sư phụ, thăm bạn bè, hoặc là về đây để mà phụ một bàn tay để mà coi làng cần giúp đỡ cái gì, khác hết. Rồi tôi nói một cái nữa, ông Cảnh, ông năm rồi phải không? Cảnh năm rồi hay năm nay vậy? Năm rồi. Con bệnh rồi, lúc đó thầy xuống, có lúc đó đợt trước đó con về con hết rồi, có 2 lần bệnh, con nhớ con ăn uống không được mấy trận lần á. Thầy xuống thầy lo, thầy chỉ thuốc cho con uống, thầy đưa này kia. Nếu mà con không phục hồi được, mà nếu mà nó chết được á, thì chúng ta tiến hành theo cái thủ tục mà chúng ta hộ niệm, chúng ta làm để rồi đưa cho cái phần linh hồn của ông về cõi Phật. Cái phần thần xác thì bây giờ nằm ở trong cái nhà giảng sanh, tháp Địa Tạng, cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà thầy biết đâu có dễ chết đâu quý vị, không dễ chết đâu. Bây giờ quý vị thấy có những bậc đại lão hòa thượng nổi tiếng tâm một thời, nhưng mà ở đoạn cuối cuộc đời nó vẫn ngồi trên xe lăn, vẫn chưa có sống. Có không quý vị? Có. Thành ra mình đừng có nói những gì đó là không có tu hành. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà quý vị phát nguyện, quý vị giảng sanh tịnh độ đó, là quý vị đang giống như là quý vị mà có giấy á, có giấy mà đi hồi xưa đi HO đó, kêu là ông phải có mấy ba không á, không thiếu nợ nè. Ông kia biết cái chuyện đó rồi gì đó không? Trước khi mình có đi là bắt đầu nợ thiếu hụi nè, ba không nè, hồi đó là con sẵn ra, thì có cái giấy gì mình có thiếu nợ không, có thiếu thế không. Thành ra những cái nợ cũ nợ mới, hồi giờ ông còn ở Việt Nam thì nó không có đội, nó biết từ từ ông bắt phi minh. Nhưng mà đùng một cái là nợ cũ nợ này nó dồn dập nó đòi quý vị. Cho nên nhờ vậy mà thầy mới bắt quý vị mỗi ngày ráng tụng kinh niệm Phật để nó hóa giải cái nghiệp đi. Hả? Tại vì khi quý vị làm như vậy đó, quý vị sẽ có những gì hộ pháp. Khi quý vị tụng kinh Lăng Nghiêm á, quý vị có những gì hộ pháp mà để nó hộ quý vị. Thì cái những quý vị đọc kinh Địa Tạng ngày hôm qua, nó quý vị thấy nè, Vua Diêm La lên đến cung trời Đau Lợi mới bạch Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của chư tự quỷ thần chúng con là coi chức trách cai quản ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu này. Nhưng mà đa số thì hàng mà đệ tử của con thì đi vào cái thế giới ác nhiều, mà lành thì ít có không? Mà quý vị đọc một câu là: chủ quả quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ hao quỷ dương, phải không? Chủ hiểm quỷ dương. Rồi những người là chủ lộc quỷ dương, chủ phước quỷ dương, chủ thực quỷ dương. Ngày nào mà quý vị đi mà gặp chủ thực quỷ dương á, mà họ đến á, thì họ lại giúp chủ quý vị, tự nhiên ngày đó trúng lộc ăn tùm lum rồi, thấy không? Chủ phước quỷ dương là đi đâu tự nhiên có phước. Còn chủ hao quỷ dương á, là quý vị là gặp những cái ngày mà mùng 5, 14, 23, bữa nào tôi sẽ giảng, mùng 5, 14, 23 là những ngày do chủ quả đi. Thành ra là cái ngày đó mình gặp đủ sự chuyện, đi chơi cũng thiệt khốn là đi buôn. Cho nên những cái đó mình phải tụng trì để mình được cái hậu vệ. Rồi khi quý vị giữ trọn giới đó, quý vị được những gì hậu giới họ theo, đức trọng quỷ thần kinh. Cho nên Phật không làm chuyện đó. Cho nên quý vị cố gắng tu để quý vị được cái bảo vệ của hộ pháp nha. Cho nên từ đó tụi con cẩn thận. Bây giờ thầy nói đem những cái chuyện ra, thầy nói nè: bây giờ cô Nguyên Xuân, cô mình cô trong này nha, cô là không có chồng con gì hết, cô vô đây với sư phụ phải Nguyên Xuân. Rồi bây giờ khi cô khỏe thì đúng rồi, thầy qua thầy cặp cho thấy Nguyên Xuân lủi thủi làm giường, họ khỏe không lái xe được. Nhưng cái nghiệp nó đến, bây giờ cô phát nguyện nhãn sanh, cô có phát nguyện nhãn sanh được là không? Có như vậy là cô thấy đó, trước khi mà cô biết Đức Phật đó, là cô phải là người phàm phu, người bình thường. Trong thời gian người bình thường đó, ít ra cô cũng đã từng giết con này, giết con gà, làm dâu, giết con vịt. Ít ra có thời cô đã từng cắt cổ gà, làm vịt, làm coi như là cá tươi, cá sống, rồi tiêm để cho chồng nhậu. Thì cô tạo những cái ân quán đó rất là nhiều, mấy chục năm, cô mới vô làng ở có mấy năm mà. Nhưng mà mấy chục năm ở ngoài đời, cô tạo bao nhiêu cái quan gia trái chủ, những cái linh hồn đó nó theo cô. Đó là chưa kể những người còn phá thai nữa, rồi những cái thai nhi nó dẫn theo. Thành ra cho nên những cái ân quán đó, mình
Tới có lúc mình ra đi á, là nó sợ, là nó trần, nó đòi mình, nó kêu là quan gia trái chủ. Thầy đi hội niệm rất nhiều, thầy biết cái quan gia trái chủ nó kinh khủng lắm. Ai không có hiểu là không có biết đâu. Cho nên bây giờ con khỏe, nhưng mà con nghĩ coi, cái tim con nó đã đập mấy chục năm rồi ha. Trong người mình có 8 vạn 4 ngàn cái mạch máu mà nó đã gần nghẹt rồi. Có những mạch máu nó nhỏ như cây kim, quý vị biết, nhỏ như cây kim, mà nó sẽ nghẹt lúc nào. Cái đường ruột của mình nó bây giờ phải nói là nó gần nghẹt hết rồi, là tất cả mọi thứ này đều nó chỉ một bộ phận, nó syndrome máu không lên não là quý vị tiêu rồi. Thành ra cái vấn đề thầy nói tụi con vô đây rồi, bây giờ cô Nguyên Sơn cũ nằm xuống, tôi thí dụ cô bị stroke, tôi thí dụ thôi, stroke rồi đó, thì bây giờ cô đi vô nhà cầu này cô còn khỏe, cô đi được, cô nấu ăn được, cô lái xe được, sáng cô dậy cô súc miệng được, kêu là cái vệ sinh cá nhân cô làm được, phải không? Nhưng mà tới lúc cô ngủ dậy tự nhiên là miệng méo qua bên, nói không được. Tới sáng nay thấy không có cô Nguyên Sơn lên, mà tới trưa không thấy, đầu tiên thấy bữa không ai ý đâu, đúng không quý vị? Tự nhiên nhắc cổ bữa thì không để ý, mà tới trưa cũng không thấy, tới chiều không thấy nữa, rồi chưa chắc nữa, tới chiều chưa chắc ở đây người ta còn để ý nữa. Rồi tới ngày mai thì bắt đầu đi lại, cô trưởng làng đi lại tìm, tức là chúng ta đã qua 24 tiếng đồng hồ. Tại sao thầy bắt quý vị phải lên đi mỗi ngày một lần vậy? Để có cái quy luật. Lúc có cô trưởng làng lại thì lúc đó cô Nguyên Sơn cổ nói không được, nước mắt thì chảy, mà dưới này cơ thể bài tiết nó dẫn ra. Ha? Lúc đó cô tự nhiên là cô ý chí đã dầm rồi, lại cô lại tủi thân nữa. Thì khi đó cô Diệu Thiện làm cái gì? Cô Diệu Thiện sẽ nhào vô là gọi điện thoại cho sư phụ ngay, báo sư phụ ở bây giờ cô Nguyên Sơn nhà sớm mấy, bây giờ tụi con kêu nên đông quanh con làm sao nha. Đó là những cái quý vị phải nhận diện. Tôi nói cái này là sự thật, nó thực tự khi nó xảy ra nó phải như vậy đó. Lúc đó trưởng làm cô Nguyên Thiện, cô Nguyên Thiện còn hay vậy, cô Nguyên Thiện có gọi cho đông quanh không? Gọi, gọi nó vô rồi đó thì bắt đầu nó sẽ, có nào bà này bị stroke, người ta biết mình mất não rồi, nó phải chở về bệnh viện, là con phải vô cái phòng ER, rồi con phải vô nó đã đừ trong đó, nó nằm khoảng 1 tuần 2 tuần gì đó. Rồi nếu mà nó bây giờ nó phục hồi lại, nhưng mà nó đang trong thời gian đó là cô này bị bán thân mà chết không được chết, sống cuộc sống thì đây thầy sẽ điều người ạ. Lúc này là thầy sẽ, cô Diệu Thiện cổ sẽ hứa lo, nhưng mà đâu phải để cô lo không, thầy sẽ điều cô Hồng Minh. Cô Hồng Minh là cái người chuyên môn làm trong đất sinh hơn, cổ có cái đây sinh cổ chuyên môn lo, tôi sẽ điều cho cô Hồng Minh về đây, tôi điều Hồng Châu về đây, thay phiên nhau lo cho cô Hồng Sinh, phải cô Nguyên Sinh nha, đó là người nữ. Rồi lo như vậy đó là tắm rửa, thay tả, linh ấp, nấu cháo, đồ ăn đó. Nếu mà nó chết được đó, thì nó không có gì sợ hết, nhưng mà nó không chết, nó chưa có chết, kiểu như nó mới bị liệt nữa thôi à, nó hư hẳn. Cho nên những cái đó là quý vị phải đối diện. Rồi bây giờ cô Nguyên Sinh làm sao? Lúc đó gọi cho con hả, gọi cho chồng hả, nó bà ơi, nó bà vô đây, bà đi giờ chùa lo. Quý vị có nhìn cái điểm đó chưa? Mình đâu có gọi được, thì bây giờ tôi cử là lúc đó tôi nói Hồng Châu, con trong cái hạnh Bồ Tát nguyện, con phải xuống đây làm, tôi chia phen ra, con xuống phụ với cô lúc này ra, thì mọi người thích khen tuần cái gì đó thì nó đúng là tôi nên như vậy. Nhưng mà khi đó quý vị thấy chỉ một nội cái vệ sinh cá nhân của cái thân này là mình thấy đã khốn nạn rồi. Rồi cái người này đều là người phạm, họ lo lâu biết họ có cái nỗi cạo nỗi quáo không, cái đó là những cái mà mình, cái người bệnh đó là cái người tuổi thân nhất. Thành ra đó là tôi nói người đàn bà, còn bên đây đàn ông thì tôi nói chuyện là những người mà tôi phải đưa quý thầy, tôi phải nói thầy thầy không lo, tôi phải nói mấy thầy vào vô lo, tại vì tôi sẽ làm gương mà, tôi nói không lo tôi nhảy vô tôi lo à, chuyện đó rõ ràng là đàn ông là tôi lo à. Thì như vậy để cái này là cái vấn đề mà thầy phải nêu ra cho tụi con đối diện đó. Tụi con đối diện để chi? Thầy nói từ nay đó, tụi con sống ở trong này đó, cái ưu tiên số 1 đó, là mỗi một ngày mình quán lại. Khi mình lâm vào trường hợp đó mình phải làm sao? Tụi con giống như người vượt biên, giống như thầy họ đã vượt biên trên chiếc tàu đi từ Việt Nam để đến cái đảo là Galang Indonesia của Nam Dương. Tàu nó hư mái trên đường, mình chưa có tới bến bờ tự do thì mình làm sao để mình sinh tồn đây? Tụi con chưa được về cực lạc mà tụi con bị cái nghiệp báo
nó làm ra thì thế nào? Đó, tôi nói những người không có chồng con, cô Diệu Hạnh cũng vậy, cô cũng vô đây thì thầy thì là làm nào? Cô có bệnh thì sư phụ sẽ bay về để điều hành. Y chang nếu cô bị sốc, thầy nói thí dụ thôi, giống như nó thì bây giờ cô Diệu Thiện cũng phải vô đây quanh quanh. Rồi bác sĩ nếu có phước thì nó nói, à cái người này trong 3 tháng sẽ phục hồi được từ từ, rồi đi xe lăn rồi từ từ cho tập đi. Đó là những người có phước. Còn những cái cô mà thiếu phước đó, mà cô trễ quá không biết, tại vì cái vụ sắp này là quý vị biết phải phải biết cách trị ngay. Quý vị biết chuyện đó không? Khi mà bị là cô biết không, những cái kim may đồ, kim gì cũng được, hai cái tay này, cái huyệt này nè là phải chăm. Quý vị biết không, là ngay huyệt chân trung này nè, rồi kế đó là 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân phải nặng máu ngay, nặng máu ngay. Cái quý vị đó là những người cứu cho sau này quý vị sẽ phục hồi rất là lẹ. Cái đó là phải biết cái chuyện đó. 10 đầu ngón tay của mình nặng cho ra, 10 đầu ngón chân là cái người đó phải biết. Mà cái quan trọng là khi quý vị không có đi lên đây đó thì không ai biết. Thì có thể yêu cầu quý vị là chẳng hạn bây giờ bác với bà xã bác thì không sao, tại vì có hai vợ chồng, hay là chú Cảnh, bác Cảnh thì cũng có cô Đức Hạnh, thì người nhất là những người ở đây solo một mình, quý vị làm ơn lên đây có thời khóa, làm ơn đi lên đó thời khóa. Hoặc là quý vị có đi đâu, hoặc quý vị có một chuyện quý vị nói cho trưởng làng biết, hoặc nói một người nào biết, để chi vậy? Cái thói quen ở đây đa số đó quý thầy để không để ý cái chuyện đó, không có hỏi, không có kiểm danh. Là vì khi mà cái người đó mà bị stroke á, mà nó chỉ cần 15 phút một tiếng là nó khác nhau hoàn toàn, thì chơi cái đồng ý cái nó không. Do đó thầy không phải thầy khó với quý vị, mà từ nay những người ngồi đây thầy không còn đó, thầy không còn để ý cái điểm này. Thì sau thầy sẽ nói chuyện với thầy Minh, rồi thầy nói với những người trong làng là mình phải để ý điểm danh. Sáng nay lên cái lượt mặt mình liếc sơ qua, mình thấy có ai lên không, có ai đủ nhau, rồi hỏi coi nó có bệnh gì không. Tại sao vậy? Những người mà có vợ có chồng thì mình không có để ý. Ở trong này mình lên những người mà ở một mình này. Trong này có Diệu Liên này, có Diệu Hạnh này, có Nguyên Sinh này. Ở trong này những người nào mà ở một mình nè, Diệu Phước nè, những người đó là thầy phải để ý. Cái đó là rất là quan trọng. Tại vì cô Nguyên Thiện nữa nè, những người đó thầy có nhiệm vụ để ý và hỏi liền. Và mấy người đó cũng vậy, có đi đâu chơi, có đi đâu về là phải tình thành cái thói quen, phải báo cho trưởng làng, không có trưởng làng thì báo cho Diệu Thiện, cũng báo cho thầy biết, để chúng ta biết cái người đó đang khỏe mạnh. Vừa rồi xảy ra một cái chuyện là cái ông Mỹ chết ở trong đó mấy tiếng đồng hồ mà còn không biết đâu, mà mai ông có vợ đó, vợ là tôi Liễu Âm đó. Cho nên những cái này là thầy, tại sao mà quý vị nghe cái câu mà hồi đó là ông bà mình nói là ăn cơm có canh mà tu hành có bạn. Chính cái vấn đề có bạn là trong làng, là tụi con vô đây để tụi con nương tựa nhau để mà rộng cứu cuộc đời này. Ở ngoài đó cái nó sinh hôn nó khác, ở trong này nó khác. Mà muốn phá giải những cái đó, tụi con bỏ đi những cái chuyện mà nó không có đáng, mà mình phải tập trung. Thật ra ở đây ngay cả thầy cũng vậy, mỗi một đêm trước khi đi ngủ thầy đều quán lại coi mình đang khỏe mạnh, mình đang dẫn chúng, mình đứng đầu một cái hệ thống có 4-5 cơ sở tại Hoa Kỳ, tiền đại chúng cúng vào hàng chục triệu đô la nằm ở trong này rồi. Cho nên bây giờ cái Lạc Di Đà con râu này tôi đưa cho quý vị một miếng rừng, mua y chang như vậy, cái giá đất tôi mua hồi xưa đó bây giờ nó lên 10 lần, quý vị có tin không? 10 lần đó nhá, không có đơn giản đâu. Rồi những asset vô đây là biết mùi ha, bao nhiêu công trình mồ hôi nước mắt đổ vô, bây giờ 10 triệu đô la làm không được cái làm như vậy. Rồi bên kia cũng vậy, rồi cái youth center, rồi cái tổ đình. Cho nên những cái đó là những cái mà thầy phải nghĩ lại. Rồi tôi ngày mai tôi bị stop, trong lúc tôi stop rồi tôi phục hồi như thế nào, cái hệ thống này nó như thế nào. Mỗi ngày tôi đều lên đó tôi đều nghĩ hết. Mà cái quan trọng nhất như vậy là mình phải tiếp tục tu để cho nó có cái phước đức, để cho nó bạc đi những cái nghiệp nhờ cái phước. Thí dụ bỏ một ký muối, ký muối nó tượng trưng cho ác nghiệp, mà nước tượng trưng cho thiện nghiệp. Nhưng mà bây giờ quý vị ít phước, quý vị có cái lu à, bỏ vô ký muối mặn không? Mặn đắng.
Nhưng mà quý vị bỏ cái hồ, bỏ dùng kiếm muối cái hồ sao? Giờ vậy cái hồ cá thì dùng kiếm muối cá chết rồi. Không. Nhưng mà cái đùa dùng vô kiếm muối cá chết liền. Thành ra cái phước đó, là nó giải đi những cái nghiệp. Cẩn thận. Cái thứ hai nữa là tụi con đừng có tạo ra những cái quan gia trái chủ để nó tổn đức với nhau. Mà bữa nay tôi để ý trong này đó là quý vị ở riết quý vị không để ý tới cái chuyện đó. Thầy không bữa nay để ý cái vấn đề đó, tôi sẽ nói chuyện với thầy Minh nữa. Nhưng mắt trưởng làng, những người mà họ ở độc thân trong này đó, mỗi ngày mình đều để ý tới người đó. Và mấy người đó muốn đi đâu công chuyện hay là đi đâu thăm bạn bè ngoài phố không về cũng phải nói cho chúng tôi biết. Đó là bảo vệ cho quý vị ở đoạn cuối cuộc đời. Tại vì khi có stress mà cứu đứng kịp thời thì quý vị sẽ không bị bại liệt. Rồi quý vị nghĩ coi, khi quý vị bại liệt, bây giờ quý vị còn khỏe, quý vị phát triển đơn giản lắm. Chỉ bước dậy cái là ngồi xuống giường, bước vô nhà cầu chỉ có 10 feet. Nhưng mà khi mà nó liệt rồi, cái chuyện đó một chuyện rất là đau khổ. Không có đơn giản đâu. Vệ sinh cá nhân không được. Mà chết chết được thì không nói vậy, mà chết không được, sống không được. Thì quý vị lúc đó quý vị sẽ thấy rõ ràng. Bây giờ cô Từ Nhân nè, cô còn nó không thấy cô đi đâu rồi. Cô còn có đứa con mình á. Đó đi học đó. Quý vị thấy cổ hàng ngày cổ đỡ nhỏ là quý vị thấy rồi đó. Cái cảnh đó đó. Mấy chục năm rồi đó nha. Mấy chục năm rồi đó. Cho nên thầy khuyên quý vị cố gắng tu. Đó là cái đối diện. Mỗi một ngày đó, quý vị dành ra 15 phút khi lên giường ngủ. Nếu ngủ đợi tới sáng mà tốt thì mình biết là mình qua một ngày. Còn nếu mình không biết đó, thì mình phải quán, mình đối diện như vậy mình mới chuẩn bị tinh thần. Mà khi nó xảy đến với mình á, cái thân có khổ mà cái tâm không khổ. Tôi đã từng nghĩ khi tôi bị như vậy tôi phải làm thế nào. Một cái gì lãnh đạo tinh thần, mình phải làm chủ được những cái tình hình như vậy. Tôi đã tính toán hết tất mọi chuyện chứ không phải không có tính đâu. Quý vị thấy đó, giờ này thầy còn nói chuyện, còn lên pháp tòa, còn điều hành phục hội này phục hội kia, người ta nghe, người ta vẫn có sự đó. Nhưng mà khi bị stress mà thầy lên xe lăn ngồi là nó khác liền. Tất cả nó thay đổi hết cái hệ thống này. Thầy phải kiếm những người để mà đơn thế cái hệ thống này. Và ngay cả cái chuyện vệ sinh cá nhân thầy cũng phải nương nhờ vào đệ tử. Đương nhiên bởi vì sư phụ bệnh thì đương nhiên cũng có đệ tử lo cái chuyện đó giết chú pháp rồi. Nhưng mà tụi con là thầy phải lo cho quý vị đó. Thành ra cái tụi con vô đây là cái quan trọng. Hiện giờ thầy vẫn nghĩ thầy đã nói chuyện riêng những người nào mà đã hứa với thầy rồi những cái chuyện đó. Những người mà thanh ni đó, ở đây cư sĩ trong làng này thì có cô Diệu Thiền là người nữ, bác Thiện Tâm người nam. Và bây giờ thầy không, ông sẽ lo người nam, trong này cô Hồng Châu. Và nếu thiếu tôi đưa cô Hồng Minh qua nữa thì tôi đưa cho quý vị, tôi biết tôi có cái lực lượng để lo cho quý vị. Bên kia thì chúng tôi đã có rồi, cái nhóm bên đồ thì chúng tôi đã có khi xảy ra một người như vậy. Nhưng mà bây giờ quý vị biết á, khi mà nó bị stress như vậy đó là cái đầu tiên ngay cái giấy tay này quý vị bóp kim nào cũng được, có mấy ông gòn nữa thôi. Là quý vị cứ đâm ngay chỗ này rồi nặng làm sao cho nó ra máu nha, ít nhất là máu rồi bên đây này, dưới cái giấy tay này nó đâm ra nha, là cái huyệt nhân trung này nữa nha, cái huyệt nhân trung này đâm ngay giữa nhân trung này nè, nặng cho ra máu rồi 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân nặng cái máu ra, nặng cái máu nó ra là phải có máu đàng hoàng. Thành ra cái đó là cái quan trọng nhất để quý vị khỏi có bị tai biến mạch máu não mà quý vị sau này nói chuyện được. Và quý vị không có bị cái vấn đề mà quý vị coi như là liệt á. Nó những cái tôi nói đơn giản nhất thôi. Còn nếu mà bệnh mà nó đi tới cái chết hết là bình thường á, thì chúng ta phải đi vô cái nhà nhạc sanh hộ niệm. Nhưng mà tôi sợ nhất là chúng ta sẽ bị những người hiện giờ trong này là cao máu nè, cao mỡ nè. Tụi con đa số thì bị cao máu hết rồi phải không? Cao mỡ. Rồi tụi con những cái bệnh kia lung tung lan tan, nhưng mà cái nó rất là nguy hiểm. Tụi con có thể nghẹt tim bất cứ lúc nào, nghẹt mạch máu. Cho nên cái đối diện cái đó, mà khi mình đối diện cái đó rồi thì mình bớt, thay vì tối nghĩ lại nằm gác tay lên trán để mà giận bà này nói mình cái con sắp ốc câu này, bà kia nói câu kia, bà này bà la mình cái này bà làm cái đó, nó không có nghĩa lý gì hết á. Bà có la mình á mình vẫn đi được, bà có chửi mình á mình vẫn đi vô nhà cầu vệ sinh được. Nhưng mà khi cái thân này nó tới cái lúc nó hoại rồi, quý vị biết là lúc đó là cái mới nó quan trọng, mà còn mấy cái chuyện kia là rùi bu, không có nghĩa lý gì hết nha. Quý vị ý coi, bà có chửi mình đó mà mình có nhận hay không là quyền của mình, vậy thôi
Nhưng mà bà chửi mình chứ, bà nói mình đồ chó, nhưng mà mình có đi bốn chân không là mình. À, nhưng mà cái stop của nó không chửi á, nhưng mà nó ghé thăm cái là có chuyện á. À, thì con dùng 15 phút đó cho thầy đi, trước khi nghỉ, đối diện với cái đó. Rồi, tại sao mà tôi bắt quý vị là phải Bồ Tát Đạo? Mình muốn tránh cái nghiệp mà mình ý chi đấy dầm thì mình phải phải chịu cái nghiệp là mình quá giải bằng cách là có người như vậy mình có đơn tiền. Thì bây giờ quý vị thấy mình á, mình gieo cái nhân, mình đi coi như là thay tả, tắm rửa linh ấp cho người bạn đạo của mình thì mình lại thoát được cái nghiệp đó. Cái đó công đức lớn lắm. Có phải trong kinh Địa Tạng Hồng Anh đúng không? Này Địa Tạng, các bậc quốc dương cư sĩ trưởng giả ở trong cõi Nam Di Bồ Đề thấy một người bệnh, người đau, thấy cái một người phụ nữ đang mang thai mà sinh sản, khởi lòng từ, phải không? À, lo cho người bệnh, lo cho mấy bà mà đang có bầu mà đang sanh con mà khổ này kia đó, thì cái công đức của người đó nếu mà hồi hướng á, cho chúng sanh này hưởng trăm đời ngàn đời, nếu hưởng cho mình á, là chỉ có một đời hoặc ba đời hoặc là gì bà con. Cho nên cái công đức á, là chính người bệnh là cái chỗ để tạo phước điền lớn nhất. Cho nó cho quý vị nghe. Từ chỗ đó quý vị quên đi, lâu nay quý vị vô cái quý vị quên, tại vì quý vị chưa đi cái đó. Nhưng mà tôi chỉ nói là chuyện chân mà 2 năm trước mà chỉ về trễ, bác sĩ nó nói sao con, nếu mà trễ chừng mấy ngày là có chuyện rồi đó. À, giờ này ông đâu có đi qua đây được mà, thấy không? Đó, từ đó ông cũng hết nói Tiểu Lâm được luôn nữa, nói cả Lâm. À, bây giờ quý vị thấy rõ, nhìn cái ông xã của Nga để mà chúng ta qua nên chúng ta đi. Quý vị thử nghĩ, mỗi đêm thầy đều dùng 15 phút để thầy đối diện cái đó. Mình phải làm chủ được đó, mình phải làm chủ được đó. Yeah. Mình làm chủ, bây giờ Phật nói thắng được vạn quân không bằng thắng được cái thân tứ đại này. Bây giờ làm chủ được đó, mình phải lập ra cái một cái kế hoạch, cái plan là mình đối diện với mình sao. Rồi ở đây đó quý vị sơ hở lắm, rồi cứ để ý quen thấy không có ai bệnh, quý vị coi thường cái chuyện đó lắm. Nhưng mà khi nó xảy ra, những người trong này tôi qua đến là cô Nguyên Xuân nè, cô Nguyên Thiện nè, cô Du Thiện nè, cô Du Phước, những người đó là mình phải để ý, mình phải để ý người đó vì lý do đó là để mình theo dõi nha. Đó, thật ra là hiện tại tôi biết khi có người bệnh thì chắc chắn cô Nguyên Thiện, cô Du Thiện, cô sẽ phụ một tay nếu người nữ, rồi tôi sẽ điều cô Hồng Châu, tôi điều cô Hồng Minh, những người đó. Cô Hồng Minh là cổ, bên đó cổ sống bằng cái nghề là cổ chuyên môn, là cổ nuôi mấy cái người mà bán thân rồi đó, mấy người Mỹ đó, cổ làm cái đó là cổ làm trong cái nursing home, cổ đến nhà cổ lo cho người ta đó. Là cô Hồng Minh cũng có cái kinh nghiệm đó, cổ cũng hứa với sư phụ. Thì như vậy khi có người tôi điều qua lo cho quý vị. Rồi bây giờ trong này nè, bạn bè, mình phải có cái sự thiện, gieo cái thiện nghiệp với nhau, đừng có gieo cái chấp trái nhau. Thì lúc đó phải người nấu cháo nè, người giặt đồ nè, đủ thứ chuyện hết, chúng ta chia ra. Tất nhiên, rồi cái người thay tả, cái người mà ta có chịu chịu được mùi hôi đó, ta lên ấp rồi, còn có cái người phải giặt đồ, người nấu cháo, người đút sữa. Những cái chuyện đó là quý vị ai đây? Chính là quý vị người trong làng như này, để mà điều hành với nhau. Thật ra quý vị làm ơn nghĩ tới cái chuyện đó rồi bỏ hết tất cả những cái chuyện mà nó không có quan trọng do cái biệt nghiệp mà mình sinh ra. À, mình nấu kiểu này, bà nó nấu kiểu kia là tại vì má người ta dạy người ta kiểu đó. Người Nam thì nấu nước dừa, người Trung là nấu không có nước dừa, vậy thôi. Mà mình để ý coi cái chuyện đó không có quan trọng, mà quý vị suy nghĩ lại. Ở trong này bây giờ những người có vợ có chồng á, thì cũng không thể nào lo sẻ hết được. Có vợ có chồng bây giờ tôi nói bây giờ lâm già nè, bà bạn lâm già khi không nói không? Hả? Khi cái đùi ông cũng không nổi nữa. Có thể thấy con ngồi chưa được nửa ông nữa. Hả? Thì bây giờ con nghĩ sao? Con người mình nó khi mình nó nặng. Nó kỳ lắm. Con người mình quý vị biết không, khi mình có cái thần thức trong này đó. Quý vị chở một cái người 170 bao mà cái người đó còn thần thức, và quý vị chở một cái người ấm, một cái người mà 120 mà người đó chết nặng, kỳ cục lắm. Khi mình trong người mình có bốn chất là đất, nước, gió, lửa, mà khi cái hơi thở không còn nữa quý vị, cái thần thức không còn, nó không có lực kêu là cường cơ đó. Mình lúc nào mình có một cái lực mình giữ cho cái thân thể mà lăn, kêu là cái linh hồn mình nó nằm trong này nè, là nó cường cơ, nó giữ cho cái cơ thể mình, nó để thành cái đó quý vị, để cái đó thôi, nó nặng lắm. Ha, có vợ chồng chưa chắc à, không, con lo được bao lâu? Thì bây giờ lúc đó là con cũng phải gọi thầy thầy khóc thôi,
thầy nói không ơi, ông già bây giờ ảnh đi tập không nổi, phải không? Thầy không lo là cũng phải kêu chú Siêng Nhẫn vô phụ khiêm, thấy chưa? Đó là những cái là tôi nói cho quý vị mình phải nghĩ, tại vì tôi không có nghĩ mấy chuyện đó mà tôi nghĩ chuyện trên trời dưới đất. Thì bữa nay tôi nói cho tụi con về suy nghĩ đi. À, mỗi buổi sáng á, dậy thì mình nói à mừng quá, bữa nay mình qua được một ngày. Mỗi buổi tối trước khi ngủ đó, hồi đó tôi thường niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, nhưng bây giờ tôi dành 15 phút. Khi tôi bị như vậy tôi phải làm cái gì? Tôi phải giải quyết sao trong cái hệ thống này. Và như vậy cho nên tôi không ngừng, bởi vì tôi không bỏ một thời khóa nào hết. Khi mà mấy cái ông hòa thượng thượng tọa mà ông lên đẳng cấp này, ông có tụng kinh, ông vô Nguyện Hương. Quý vị biết mà, khi có lẽ ông lên Nguyện Hương rồi ông giao mà hát tụng, ông không có làm nữa. Tại vì lúc này mấy ông nghĩ là mấy ông lên cái đẳng cấp thượng tọa hòa thượng là chỉ Nguyện Hương mấy câu rồi, quý vị coi. Họ giao cho để tẩy tụng, nhưng mà tôi không có, tôi có là tôi làm từ A tới Z. Mà mấy ông ngồi mấy ông tụng, tôi đứng không, tôi tập để cho cái cơ thể mình, mình phải lúc nào cũng giống như là mình còn một chút tiểu vậy đó, đứng tụng kinh. Nên là tập vậy để cho nó có phước, có đức. Thành là cái vấn đề quý vị có chuẩn bị cái tư tưởng như vậy đó, thì khi đối diện lâm chung á, quý vị mới không có đau khổ, không có tuổi thân. Mà nó có tổ chức như vậy đó, quý vị vô cái làng này là tại vì quý vị nhắm vào cái tổ chức của sư phụ. Mà sư phụ hứa sư phụ không bỏ. Tại vì tụi con còn khỏe mạnh, tụi con ở đây thầy lo tụi con bao nhiêu nó cũng không quan trọng. Mà thầy quan trọng hay không là thầy thương tụi con ở đoạn cuối cuộc đời, cái đó mới là quan trọng. Khi tụi con còn khỏe mạnh á, thầy thương cũng được, thầy ghét cũng được, phải không Diệu Hành? Nhưng mà lúc tụi con bệnh á, là cái ông thầy nó phải cần thương đệ tử ngay cái lúc đó. Tụi con cần với ông thầy tốt. Thầy tốt cho tôi lúc này cũng được, nhưng mà quan trọng thầy tốt tôi lúc ở đoạn cuối cuộc đời, cho nó mới là quan trọng. Thật ra cái điểm của thầy ở đây, nhưng mà cái đó là cái niềm đam mê của thầy, thầy không có sợ đâu. Có thể thầy nói cái chuyện nhàn ở đây đó là nhàn về cái tinh thần, cực thể xác không quan trọng đâu nha. Đối với thầy á, khi một người nằm xuống ở trong này đó, mình phải làm hết sức để làm gương. Cái hệ thống này có sống được hay không là do cái việc mình đối xử với cái người đệ tử khi rồi cứ cuộc đời. Và những cái việc mình làm đó ra đó, mình có tốt bao nhiêu mà khi cái người đó nằm xuống mình bỏ bê là cái hệ thống nó bắt ngay. Con hiểu thầy nói cái gì không? Sở dĩ người ta đánh thầy tơi tả mà thầy không rơi rụng, đánh hoài mà thầy không rơi rụng là tại vì thầy đi hội niệm vẫn thành công, thầy làm mọi thứ vẫn chưa có thất bại. Đi 10 đám mà thất bại 8 thầy biết mùi gì. Được đó, thì nó cúng vài ba ngàn, đem về cũng đưa cho hệ thống, mà không được là nó đồn ra rồi nó phỉ báng, nó chửi rủa. Cho nên cái vấn đề đó, quý vị yên chí, khi thầy nói đó quý vị biết là thầy không bỏ quý vị. Mà khi mà thầy không bỏ quý vị đó thì đệ tử đương nhiên, thầy đã nhảy vô thì đương nhiên người ta không có dám, rồi đệ tử chứ không dám đâu. Ví dụ bây giờ trong ngày lâm dàn bệnh mà thầy nói lo đi, mà có người chỉ cần vợ lâm dàn nói con nhờ lo mà quý thầy lơ là, thì nó ok bút với bài tụi bài qua. Thì tôi mà nhào vô tôi lo cho lâm dàn đó thì đương nhiên không lẽ mấy thầy kia là phải nào rồi. Cái đó tôi nói là tôi làm gương rồi, tức là tôi phải sanh tay áo rồi. Mà bên kia cũng vậy đó, mà tôi đã nói rồi, mà khi mà không có làm đúng với tôi thì đương nhiên là tôi mở cái livestream tôi nói họ đã hứa nha, bây giờ sao? Thì những người đó họ cũng chỉ có làm thôi chứ không thể nào họ lui được, lui là họ thất bại doanh nghiệp liền. Như cô Hồng Đức, cô Hồng Minh, Hồng Châu đã hứa với tôi ngon lắm, mà hồi tôi nói đây, tụi con hứa nè, tôi có là băng dĩa tôi thâu hết nè, tụi con tôi sẽ đưa ra cho người ta biết. Thành ra ý chí đi, quý vị tôi còn sống. Tôi chỉ nói một câu, nếu tôi còn sống, quý vị qua đời, tôi không bỏ quý vị. Tôi nói rõ cái này, tại vì cái sự sống còn của cái làng này là do cái chuyện mình có từ bi, mình có làm đúng những cái gì Phật dạy đối với người đệ tử trong này không. Cái làng này sống hay không đó, là cách thức thầy hành xử với những bậc cụ trong làng này. Quý vị có đồng ý không? Chứ đừng có giỡn. Tôi còn lo cho quý vị gấp trăm lần là quý vị lo nữa, nhưng mà tôi nói như vậy để chúng ta phải có một cái ó gần ai đối diện. Chứ lâu nay thầy thấy lơ là lắm, nhiều khi quý vị đi chỗ này đi chỗ kia, quý vị ở lên không có, không có, không phải. Tại sao tôi bắt cái đầu kim trong 32 điều là quý vị phải để ý những người vô đây họ có lên từng kinh không? Tại sao tôi phải bắt quý vị để mình biết rằng cái người đó còn khỏe mạnh? Quý vị có thể nói không? Thầy nói từ nay quý vị còn mạnh khỏe nó khác ạ.
nhưng mà tụi con sức yếu, mỗi ngày mỗi yếu rồi. Tôi thấy mỗi một lần tôi qua là tôi thấy cô dự thiện, bây giờ cô nhìn thấy mỗi năm cô cũng yếu nhiều rồi, bác thiện tâm cũng vậy đó nhé. Thành ra những cái chuyện này bây giờ ngay cái cô dự thiện cô lăn xả cô làm như vậy đó, làm như vậy sao? Tại vì mình đã quá giải bớt những cái nghiệp của mình lúc mình chưa tu. Thành ra đối với thầy đó, quý vị đi làm thay tả cho một người bạn đạo, không phải làm cho sư phụ, mà chính cái phước đó quý vị hưởng đó quý vị, làm cho quý vị, chứ thầy không lấy được cái phước đó. Nhớ kỹ nha, không có cái phước đức nào bằng cái phước đức lo. Quý vị nhớ không, Đức Phật có phước vậy đó, mà Ngài ai ra lượt, Ngài không thấy được, Ngài nói Ngài giá áo ù như mày nhá, ai làm ơn làm phước vậy, xỏ dùng cái kim cho ai ra lượt, ai ra lượt không thấy được. Phật từ trên Phật đi xuống, Phật nói đưa Như Lai làm phước, Như Lai xỏ kim cho ông Phật, mà ông còn kiếm tình chút phước, mình là ai vậy? Quý vị thấy không? Thì lúc Ngài ai lượt nó con không dám, con chỉ hỏi coi mấy đại chúng ai đi sáng là phước một liên nhờ xỏ dùng cái kim thôi, rồi con mai cái giá cái y. Phật nói Như Lai nhờ kiếm tình chút phước nhỏ này mà Như Lai mới thành Phật à. Cho nên tôi nói cái điểm đó quý vị đừng có buồn là quý vị thay tả hay là thầy tắm rửa cho anh vàng hay là thầy lấy bánh thầy chở như vậy, cái đó là thầy hưởng cái phước đó, thầy quá giải được cái nghiệp, thầy làm như vậy rồi thì thầy lại thoát được cái nghiệp nhân quả, là thầy không bị như vậy. Cho nên tụi con phải nói dưỡng là bây giờ vợ chồng Lâm Vàng á, con thấy khỏe mạnh vậy đó. Ông bây giờ sáng là ông bước vô sức miệng đi tiểu đi tiêu, chuyện rất là đơn giản. Nhưng một ngày nào cái mạch máu của ông bây giờ ông đi bấm huyệt này, ông đi chăm cứu người ta, nhưng mà tới hồi ông chăm ông được, đúng không? À, cái đó là những cái tụi con phải đối diện. Bữa nay thầy nói cái chuyện này rất là quan trọng đó, nói chuyện trên trời dưới đất nhưng mà không thực tế, cái này đối diện thôi ha. Lâm già bây giờ có đến ở đây nè. Con thấy sư phụ nói rất đúng, thì người mà cái khi mà bị chóc á là nó chớp nhỏ thôi, một cái bộ sách cạnh thôi, một cái như là vợ con cách đây 3 năm, bà vô trong bà trung thì bà thì chẳng mặt này, thì bà gọi con gọi một tiếng anh ơi, rồi nói hết được luôn đó, là hết được, là con chạy vô liền. Máy là con có ở đó, cách con ở ngoài xong thì con nghe một cái là con chạy vô liền, con chạy vô rồi con lối bà liền, bà cái nữa là quỳ xuống rồi, con lối bà lấy giường liền và cầm chiếc giúp là bận người ngài nhân trung nhân trung thì bấm bấm chưa thật mạnh, bấm xong là bấm hai dạng hai cái giấy tài, khi nào để chứa có cái kiếm á là phải bấm nhất luôn. Cứ lấy cái tay bấm ra cái nhân trung này, bấm thật mạnh. Hồi nếu có cái kim á, quý vị không có khe, cái kim mà thứ mà tiểu đường á, tôi có thủ sẵn này, đắp 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 thật nhiều, nặng cho ra máu. Tiểu đường mà giống như từ là của anh Đàn á, là tục. Tôi có cái thủ đi, mỗi đứa phải có một cái đó. Trong nhà, tôi có mà cái người trong này như thầy chạy không nè, cô Nguyễn Thiện này, những người đó. Đó là cái điều nhất. Là tất nhiên là cái người mà cái người mà bị siêu đó, nếu như mà biết được mình còn hơi tình một chút á, chưa được chưa mà đã xuống á, là cùng lấy tay bấm ngay nhân trung, nhân trung hai là giấy tài, hai giấy tài con cứu được là được con của con mà hôm mà về đấy để mà kỳ vậy đó, con được bị cái tình trạng như vậy, và rồi con này và chính con. Thì con biết được, con 2 năm trước đây là khi mà thấy mà tự nhiên mình nổi ngọng. Phát âm trước một ngày, hai ngày bị sốc á, là quý vị sẽ phát âm ngọng nghịu. Ngọng nghịu. À, cười á, cái miệng méo, cười không, cười không được. Ngọng á, con bấm việc lên. Bấm việc lên là gọi, quay như được con rồi trở đi. Lần thứ hai là nụ. Là cái cơ thể của mình đó, tự nhiên đau đớn lúc đó con từ bận việc vậy, bận việc vậy đó mà để con chờ đi là vô là con bị nắm cái đường máu bị lấp hết, nghẹt mấy được
lên lớp đoạn 14 là sống liền. Nên nhờ vậy mà con được, nhờ là con được khỏe mạnh. Tôi bây giờ tôi nói từ từ, bác đã có kinh nghiệm tôi nói là tại sao? Ở trong Nam đây á, con vợ vợ con á, là ở tại nhà riêng ở đây. Dạ. Yeah. Con sẽ ở nơi đấy đâu. Rồi tất cả những người nào trong làng á, nếu như có ai mà đi cái gì, gọi con. Rồi thì ông đã từng kinh nghiệm, ông biết là con người phải có biết cái đó. À, con chưa đi nhỉ. Nếu như bên đề trề, là tất nhiên là... Bài liệt liền, bài liệt liền. Bài liệt liền, cũng cách biết được. Nó bây giờ bác biết đó, tôi nói đó. Bữa nay từ đề tài này tôi đưa ra trong thời gian thì về đây á, là thầy muốn nói cái thực tế nhé. Phải có người biết cái đó. Rồi tụi con thủ đồ sẵn mà ông này ông lại là ông sẽ... Ngay lúc mà kêu đó là tụi con tự bản thân tụi con á. Tụi con lấy cái kim mà thiếu tiểu đường tụi con đánh ngay đi trước đi. Tụi con nắm cái máu là để tụi con vẫn... Khi mình bị stop mình vẫn có khả năng trong vòng 10 phút đó mình vẫn còn làm được. Bóp liền. Ha? Rồi hai giá tay này quý vị có bấm trên mạnh lên. Bấm liên tục. Bấm. Càng đau càng mạnh càng xe càng rất bấm đi. Biết không đâm đồ sau đó kêu bác này lại. Ông này thì mở đồng lão biết cái đó đó. Tôi là tôi vợ con cũng bây giờ cũng chưa được. Nếu như mà tôi đừng mấy cô mấy ba thì đó, vợ con sẽ cũng sẽ làm được. Đó. Cái đó là nó different lắm. Sau này quý vị tránh cũng bị vậy nhưng mà sau đó quý vị không bị coi như là mà quý vị vẫn phục hồi lại được. Cái đó là cái chỉ cần chỉ ngay lúc đó là nó khác nhiều. Cái bà dự định ở bên kia cái bà bự dần dần bấm bị sống hết mà bà nhờ vậy mà bà giờ đi lại được đó. Cái bà bự dần dần á, bà dự định mà nói tiếng không dữ đó, bà bự con á, bà té cái bụng rồi bà cũng làm như vậy đó mà bà lại đi lại được đó. Còn ba của anh Tuyên á không làm như vậy đó, bác giờ ngồi luôn xe lăn luôn đó. Mà mai tiên nó phước á, mấy vị thấy cho lâu ẩm đi đâu đi. Ông ba tiên bị đây 10 năm rồi, cái gì 10 năm rồi. Không chết, nói không được cứ ngồi là khóc thôi. Vô chùa ngồi là khóc thôi. Thật ra cái này nó hay hơn, cái đồng y của mình, cái đó nó là một cái rất là hay. Bữa nay thầy đưa cái điện thoại này là đúng bác là cái người đó có trải qua rồi, người ta không biết đâu. Bác chị thấy chị té cái bụng cái là mình, mai là hai vợ chồng mà nghe đó, chứ nếu mà ông đi đâu đó là thấy xong rồi đó. Nha, tụi con bây giờ tụi con thủ sẵn cái kim. Rồi tụi con không biết thì tụi con đâm vô đây là lúc đó mình không có đau gì đâu, giống như mình đâm vô đây là nặng vậy, báo con đâm vô cái bút. Lấy cái bút tay này xé sắn nha, cứ sắn cho mạnh vô cái huyệt nhân trung ngay chỗ này này. Cái này là cái gì? Lấy cũng được, dạ. Lấy ngón tay cũng được. Bấm là cho cái huyệt đó. Dạ, cái nhân trung là cái này nè. Không, cái đó là phải chuẩn bị. Rồi hai cái giấy tay này thì lúc đó quý vị dùng hết sức lực khi mà kêu gì. Rồi bây giờ cái vấn đề nữa, vấn đề nữa nha. Bây giờ tôi nghĩ cái này á, là những người đó phải làm thế này. Tại vì tụi Mỹ nó có cái nút á, là kêu là nó thuê cái chương trình nó đeo á, nó là để mà nó cứu cái đó. Thì bây giờ mình làm sao? Bây giờ làm sao là tôi cũng biết sao trong làng này mấy người nó phải có cái gì làm sao đó. Là tôi nghĩ đơn giản thôi nha. Bây giờ đơn giản thế này, nó cũng rẻ tiền lắm. Ở trong Hồ Nị Bô nó bán một cái chuông điện. Cái chuông mà tôi đi gắt ở trong mấy cái nó sinh không vậy, cái chuông bấm điện mà nó reo á. Thì cái chiên nó bấm mà không phải bấm trong nhà mình mà để trước cửa nhà mình. Hiểu thầy nói không? Mà có gì á, mình bấm một cái á, thì nó reo cũng phải 5 cái nhà, 6 nhà đó nghe. Thì cứ việc, nó có cái nút, nó đơn giản lắm. Cái chuông nó bán khoảng 20 bạc à. Cái chuông điện thường chỉ có cái nút rồi cắm vô thì cho nó xài nó vừa pin, nó battery, nó backup, như nó vừa ấy nó bán á. Thì làm gần cái chỗ trong nhà mình, khi mình nhất là mình mà có gì là mình bấm. Mình bấm một cái á, là nó reng lớn lắm, nó reng giống như cái chuông mà nó quay luôn, nó chuông lớn lắm. À, là coi như mình lo cái đó thì bấm cái là mình biết là cái tiếp reng nó chạy đâu. Tại vì bây giờ ở trong này mình phải lo cái đó. Tại vì tôi đang suy nghĩ cái đó. Bữa nay tôi nói cái đề tài này là tôi quý vị phải đối diện. Chỉ cần 5 phút đó là cứu cho quý vị khỏi cái cảnh giới tri nó dập. Nếu không, quý vị đưa vô bệnh viện nó phục hồi rồi thì quý vị vẫn ngồi xe lăn hoặc là quý vị nằm đưa vô bệnh viện là bài liệt. Bài liệt, 10 người bài liệt hết 10 người. Mà tôi đã chỉ gần chục người thì hầu như chục người nó phục hồi hết. Cái đó là cái thực tế nhất. Mà bữa nay thầy nói rất may là bác là cái người đã trải qua. Để nhiều khi tôi nói người ta không có tin, chưa chắc là bác này, gia đình bác là hai người đó, vợ bác và con cái bác đã làm rồi đó. Thì tụi con bây giờ tụi con làm sao biết bác đó, bác không đi đâu là bác ở trong này đó. Ở gì rồi con? Dạ. Yeah.
Con xin phép sư phụ, nhân cái chuyện này đó con cũng nói mà con cũng sám hối luôn, là có một vài người đó khi mà con thấy cái điện thoại mà không trả lời như này kia đó, thì con có hỏi thì nói là tôi đã thay điện thoại hoặc là tôi mất hoặc là cái gì đó. Cái đó nguy hiểm đó. Thì con có nói rằng thì khi một quý vị mà thay số điện thoại thì phải báo cho biết, tại có hai cái điều. Thứ nhất đó là nếu mà không đến lên trên này một ngày, hai ngày, ba ngày thì có thể người này người kia gọi mà không có trả lời thì người ta cũng không biết thế nào mà giúp. Mà thứ nhì nữa là nếu người đó trong trường hợp bệnh nặng nhưng mà vẫn còn tỉnh mà muốn kêu cứu mà lúc đó điện thoại không làm việc thì không có ai giúp được. Thì những cái đó là quý vị nên cẩn thận, là thứ nhất là ở đường dây ở trong này nó rất là khó, AT&T á, nhiều khi không có gọi được. Thành ra có một vài người con có nói rồi, thì nếu quý vị có giận thì giữ thiện cũng xin sám hối, là cái đó là cái rất thực tế. Tại là vì khi con ở New York á, thì có một cặp vợ chồng đi từ Montreal mà về cái đường Highway 87 á, bị lọt xuống hố. Mà cái hố đó thì cao, thì những người người ta đi ở trên đường tao thấy. Mà trong khi đó thì bà ấy có cái phone, nhưng mà cái phone đó nó không có làm việc, tại là vì ở cái khu đó đó không có signal, không có signal. Thì bà ấy ngồi mà chờ nhìn chồng chết mà không làm gì được, tại là vì phone không gọi được mà bà ấy không ra được. Mà ông chồng thì rất là nặng, thì cuối cùng ông mới chết khi mà có người nhìn thấy. Thành ra cái phone nó rất là quan trọng, cho nên nhiều khi con đi đâu con cũng cầm, tại là vì không biết. Đi ra ngoài cái con đi ra ngoài ở bên nước á, bị cái ai chẳng hạn, bị cái đá nó dạ, trò té đó nhà ai xì đó nhà kêu thì không được, tại vì nhà mùa đông đóng cửa hết. Ông Thiện Tâm ống ở trong nhà, con ở trong nhà, chị ở trong nhà mà không ai nghe được hết, mà con cứ nằm ở đó thôi. Đến khi nào mà thấy là có thể nhúc nhích được thì bò đi lên nữa, mà cái điện thoại không có. Thành ra cái điện thoại rất là quan trọng, mà thường thường là con đi đem theo là con đem luôn, đa số là những cái thời gian nào con cũng mang. Tại vì nhiều khi cái điện thoại đó nó giúp cứu sống đời mình, nếu mà mình có để cầu cứu. Mấy cái bệnh khác đó thì nó từ từ, mà cái bệnh stroke này nó lẹ lắm nha, cái chi đó thì chưa. Như vậy đó, theo con nghĩ đó, là mình nên bắt cái đường dây điện thoại nhà, còn cái cell phone đó chỉ là xài thường thôi. Điện thoại nhà thì lúc nào nó cũng work được hết, không kẹt vào đằng sau. Điện thoại nhà là điều đó nó điều cắt chẳng. Dạ, tại vì nó là manual rồi. Đã không có nhiều tiền, bây giờ nó rẻ lắm. Hồi xưa chứ bây giờ mình basic thôi, là gọi điện được. Yeah. Rồi mình dial, mình vô cái phone kêu rồi redial, bấm cái mình sẽ sẵn, bấm số rồi. Theo con như vậy thì là nên tỏ kẻ hotline. Còn cái phone mà cell phone nó để nó lệ thuộc vào thời tiết, rồi là sống đủ thứ chuyện hết. Rồi còn roaming rồi nhiều thứ lắm. Dạ. Cũng giống như điện thoại, bây giờ con nói con lại bị dùng thôi. Điện thoại của tụi con là tỏ cả TV. Có đủ hết mọi thứ, nhưng mà về trong này không có quá hai điều, bởi vì tụi con là đi AT&T, thành thực kia có khi gọi được, có khi không gọi được. Không, cái vấn đề bữa nay đó, sau khi thầy về tối là thầy rảnh, thầy là bây giờ cái đó là phải nói rõ, chúng ta phải đối diện đó. Khi mình có cái chuẩn bị như vậy đó, thì mình bữa nay mình có cái đối diện này. Mình có đối diện khi sẽ một cái người bạn đồng tu bị như vậy, mình phải rệt bông, mình phải làm liền. Mình phải có cái chương trình như vậy thì mình cứu cho người đó. Chúng ta chỉ cần có khoảng chừng tiếng hồ thôi, nửa tiếng rồi khi nó vô, mình làm xong cái đó là tụi nó mới vô là. Thật ra chỉ 15 phút à, mình làm gì phải 15 phút à. Mà cái người đó sẽ không bị bán thần. Mà hoài thì hoài, nếu như trường hợp mà nhẹ. Nhẹ là không cần luôn đó, chút xíu là quý vị nói chuyện là được cái miệng nó tắt méo luôn đó. Nó rất là hay. Nhưng mà thầy Thiện Trơn, ý kiến của Thiện Trơn con thấy rất là đúng, nhưng không nên, con nghĩ là nên trong làng mình nên mỗi ngày cái phần bạc mà phần thường bây giờ thì nó đâu có nhiều tiền đâu, bây giờ nó sẽ biết là bế xét đó là mình không có xài lon lít tên, mình lít tên mình xài xem phone rồi. Yeah. Mình dùng cái 20 đồng tụi con, nó lại nó rất quý cho tụi con. Yeah. Rất tụi con. Thành ra tụi con cố gắng nó đi, tại vì bữa nay thầy nhìn thấy là thầy giật mình, thầy nó không được. Tại vì mấy lần thầy nói, có nhiều người họ không có để ý, rồi phone đổi chỗ này, rồi cái này mất sóng. Rồi không có ai biết khi mà đối diện với stroke hết. Đó. Nhưng mà trước khi mấy ngày quý vị có stroke là quý vị bắt đầu có những triệu chứng. Là quý vị nói nó ớ. Là nếu quý vị cười cái miệng cười không được nữa. Rồi bắt đầu quý vị nhiều khi nhìn con mắt đó, nó giống như nó qua mắt thấy đưa về thành nó xếp hai ngón đó.
là con mắt mình đã bắt đầu đốt bầu vi sinh, một ngón tay thành ra hai ngón tay, là quý vị cẩn thận là nó sẽ đi tới stop đó. Thành ra cái kim chuẩn bị rồi, từ không có kim thì giống như nó là bóp bóp ngay chỗ nhân cái này nè, mạnh tại đó là cái quyền nhân trung. Rồi hai cái giá tay này nó đi nằm chờ đó, thì gọi đó là phải xe hai cái giá tay này cho nhiều, rồi bắt đầu gọi liền cái bác đó. Thì quý vị có phần làm bác, à, bác cũng có cái phần bàn nữa ha. Rồi mình xét ở trong đó, đó là mình đai cái ông đó là coi như mình rồi logo để mình đai cái kịch là ông biết rồi, ông thấy mình gọi phân bàn là coi như là có chuyện rồi đó, thấy không? Đó. Cho nó như vậy cũng hay, mà tốn hai chục bạc đi, nhưng mà nó lại tránh cho mình cái chuyện ấy tri đấy dần sau này, cái nó tuổi thân lắm đó quý vị. Tụi con mà nằm rồi tụi con tu không được lắm tuổi, nằm ở đây đó thì người ta có lo thì cũng người dân đó, mà người ta lo hoài quý vị cũng thấy mình. Mà mình thấy nó kỳ, mà không lo là lúc đó nằm, giờ mình nghĩ tới con cái mình qua đi mình nuôi nó cái, bây giờ mình nằm trong này đó, rồi mình bị bắt thân, rồi có thân mình vệ sinh không được, đó là cái chuyện. Còn thầy hứa thì em có bỏ cái gì đâu, thầy đã nghĩ tới cái chuyện đó rồi, thì tức là thầy đã nghĩ tới cái chuyện mà làm sao cho nó trọn vẹn để mà quý vị có tiếng nói gì đó. Vậy con có thấy người ta nói mình có người để chăm sóc đó, cái trường hợp đó mình có thể nhờ cái người ở ngoài họ đến. Cái chuyện đó tính sao? Cái chuyện đó tính sao? Hiện tại trong làng mình á, mình lo trước đã. Khi mà quái là mình có cái ban rồi, còn cái dù khi đó là cái chuyện mình, cái chuyện của chính phủ nó cấp người hoài đó tính sao? Mình phải dựa vào cái lực mình trước. Còn cái người kia họ làm theo cái ăn lương nó khác. Mình phải có cái ban của mình để take care cái đó. Còn cái chuyện như tính sao? Cái người mà họ trải tả cho bao nhiêu giờ vô làm ở đó đó. Như cô Hồng Minh cô đi làm hoài đó là cô ăn cái tiền đó đó, cô lợi cô làm mấy cái bà ngày bao nhiêu giờ đó, cả chính phủ trả tới chuyện đó chính sao, mà mình phải có cái chuyện mình phải giải quyết ngay trong lúc đó, trong thời gian đó. Nhưng mà ý thầy nói đó, nếu mà quý vị mà biết chăm như vậy đó, quý vị sẽ qua khỏi cái vấn đề mà chỉ 15 phút thôi, thích khe là nhiều đi đó, là coi như là kêu lúc đó là quý vị chăm bớt ngay cái quyền nhân trung, rồi quý vị cứ kéo giá tay, rồi khi là bác từ nhà bác đi qua chưa được 3 phút thôi là bắt tiếp tục bắt làm cho xong, rồi là cái gì thấy nó khác liền à. Đó là cái mà thầy giật mình, rồi hôm nay thầy cứ ngồi thầy nghĩ, thầy nói ồ thầy sẵn cái người này không để ý cái đó, tôi quên hẳn cái đó. Thành ra tôi nói cái stress nó xảy ra bóng tay như là té cái bệnh liền, té cái bệnh liền là coi như phải giải quyết liền cái đó. Trước mấy ngày mà nó có cái triệu chứng đó là cái cười không có được, nói không có tròn, nói nó hơi ngọng ngọng, muốn phát âm á, phát âm nó không phải nó làm liền, nó trước là vài ngày nó có triệu chứng cái gì nói nó không có lưu lót nữa, nó cứng cứng cái miệng rồi. Khi mà đưa cái này ra, cái này là thực tế đó, thấy không? Nói trên trời dưới đất, nói trên tâm phật tánh, nói dễ lắm, mà cái này nè nó đủ chuyện giải quyết sao? Mình phải giữ cái thân này để cho mình đi tới cái chỗ mà hồi niệm rút lâm chung, chết không có sợ. Nhưng mà sợ bệnh á, mà bệnh bán thân á, nó còn chết hoàn toàn không có sợ quý vị ơi. Không có gì sợ, chết không phải là hết đâu mà sợ quý vị. Chết. Bây giờ cái chuyện Mỹ đó, nó nhìn nhận hàng trăm khê mà người ta chết rồi, nó đi chạy sống lại, không phải là hết. Thật chết là hết, tôi không có đi tù đâu, tôi sẽ đi chụp giật như mấy cộng sản vậy đó. Mấy cộng sản nó nói chết là hết á, nó mới là đi chụp giật á. Tại vì chết còn tái sanh, mà tái sanh về đâu? Mà bệnh á, thì bệnh còn bệnh gì cũng được, mà những cái bệnh mà sống lại nguy hiểm lắm. Rồi con sẽ nói gì? Thưa sư phụ, cái hôm ở Úc Center đó thì sư phụ đương nói cái vấn đề hành trình đi về phương Tây đó, sư phụ mới nói được có chút xíu mà từ từ nhé. Sư phụ nói thì khi mà tụi con còn tỉnh táo thì tụi con nghe, nhưng nếu mà chúng con bị stroke hay này kia rồi còn đâu nghe được nữa. Còn thưa sư phụ, những người mà có bị stroke hoặc bị bản thân bất toại á, là tại vì khi mà thật kêu đó đi, nhưng mà đi nửa đường cái đội đi luôn. Không, thì quý vị chuẩn bị đi, tôi không phải nói cái hệ thống này phơ phịch, nhưng mà tôi là cái vị thầy đệ tử Phật mà để ý tới những cái chuyện đó nhất. Bởi vì nếu mà chê cái hệ thống này tệ thì quý vị cứ đi kiếm cái hệ thống nào tốt hơn đi. Kiếm nè. Ở đây nó cũng có mấy cái làng Di Đà đó, cứ đi đi. Thầy không đó, thầy ngộ thông nè. Có mà, ông Ngộ Thông cũng có làng Di Đà. Rồi còn một cái nữa đó, quý vị biết không? Ở trên Philadelphia đó, Pennsylvania đó, nó có thôn Di Đà. Thôn Di Đà, lớn lắm.
mà bây giờ không có dễ đâu. Vỡ làm Di Đà đã khó, mà rên làm Di Đà còn khó hơn nữa. Cái làm Di Đà đó của những người Đài Loan ta. Đài Loan đó, mà bây giờ không có, nó một năm chỉ tổ chức vài ta thời tâm thời hay niệm thôi, chứ không có, không có gì hết. Mà bây giờ đổi cái men canh canh không á, thầy triển nó rành lắm. Mấy trăm mẫu đất họ có những cái nhà trong đó là cả trăm căn á, nhưng mà giờ cái tiền cắt cỏ không tháng mười mấy ngàn đó đi. Rồi cái tiền điện nước để bảo trì cái xứ đó đó là chịu không nổi nữa. Rồi bây giờ nó chỉ họ chỉ một năm còn mở mấy cái thời gian, giờ là Covid á, ở chỗ đó ở trên Pennsylvania, ở trên từ nhà triển ra nó khoảng tiếng mấy tiếng. Thì nó phải chịu cố gắng. Đối với sư phụ đó là thầy không có bỏ cái gì đâu nha, không có bỏ, dứt khoát là không có bỏ. Vì tôi phải ngồi tôi nghĩ tới những cái chuyện đó mà bữa nay đó, rất may là tôi nói ra cái này để chúng ta có một sự chuẩn bị. Nếu mà chúng ta đối diện với cái đó thì chúng ta chỉ cần có 15 phút thôi mà làm cái chuyện đó rồi đó, thì quý vị tránh được cái chuyện khổ gì sao. Cái thân này nó hả, có ăn uống thì nó phải có vệ sinh cá nhân thôi. Mà hả, vệ sinh cá nhân mà làm không được rồi thì đừng có nói cái chuyện gì tu hành đó. Lúc đó chúng ta sẽ thối tâm, rồi chúng ta sẽ động tâm những cái chuyện đó hết. Bây giờ tụi con bước ra nhà vợ, nhà bếp, bước vô nhà vệ sinh rất là đơn giản, tắm rửa thì xúc miệng rửa mặt, tới hồi đó đó cầm cái mặt chải cầm không được nữa. Thì cô nói hôm trước tôi nói là hành trình đi về Tây Phương, thì trong thời gian tôi còn ở đây tôi sẽ nói tiếp, những ngày kế tiếp rồi đây tôi sẽ nói chuyện, không sao đâu cô. Thì mỗi ngày tôi đưa một cái đề tài tôi nói chuyện để cho quý vị đối diện nha. Cố gắng, cố gắng. Mà quý vị tin vào Lăng Nghiêm đi. Quý vị thấy hiểu thâm á, mỗi lần má nó hấp hối á là nó đi về. Vậy mà nó tụng Lăng Nghiêm mà nó tụng, nó thấy người tao á. Vậy mà nó tụng xong má nó sống là nó đi về. Ủa tôi hát nó rồi. Vô đi. Chịu vô đi đâu. Cái Lăng Nghiêm nó hay lắm đâu quý vị. Nó hay lắm á. Quý vị thấy má bà Đà Lạt không? Đó. Tôi lúc đó tôi quả cơ nó bây giờ ráng tụng đi. Vô vô đi ngơi cho con. Ý thầy nói đó, mấy người này cố gắng khi mà đối diện với sinh lão bệnh tử bị stop rồi, nó phải cách trị stop ở trong làng sao cho đừng có bị bắt thân. Đó, đó liễu thông là quý vị thấy đó, nó đó tụng mỗi lần má nó mời mấy lần hấp hối là nó về. Mấy lần đó, cứ về. Tính ra má còn hồi xưa lần đầu tiên mà hấp hối là mấy năm rồi con ha? Hai năm trước. Tính là nó về cái nó tụng Lăng Nghiêm, nó tụng xong xuôi rồi cái bà sống là cái nó đi qua, cái là cái hấp hối nữa cái nó về cái tụng, đi qua. Nó về thấy không? Đó, mà mình nhìn nó vậy đó. Nhưng mà nó có cái lòng chí thành, tin tưởng vào đó. Còn tụi con bây giờ nó áp dụng nó, bà Đà Lạt cũng vậy đó. Lúc cái thầy gọi con qua thăm rồi nó tụng, bây giờ tôi đơn kẹt mà. Ngày 23 tôi mới vừa ra khóa, 23 tháng 7 á, gọi nó giờ hết bệnh. Kêu hết bệnh là sao nổi vậy? Nó đồ hàng rồi đó, mới đưa về nhà. Gặp ngay cái quan gia thái chủ, có thằng con trai Úc á, là theo bà là ở Thanh Hải ha. Mà bà lại là phải đấu tranh lắm để đưa cái bà già mình đi về ở dưới cái con dâu là cái ông mà vừa rồi mà chết mà làm đám ma chung với Triệu Phú Quý đó. Nhưng mà bà này bà không chịu về con dâu, mà hả mà về cái thằng đệ tử bà Thanh Hải là lại thằng đó là nó chống thầy. Vì thầy nói không, đó là cái quan gia thái chủ đó, giành giật nhau dữ lắm. Cuối cùng rồi đó, tại vì bà nói là bà chỉ trong thầy hộ niệm, tôi nói 400 hộ niệm thả về ở dưới cái nhỏ con dâu. Thầy nói gì bà mới nghe là ở bắt đầu gia đình mới tập trung tụng Lăng Nghiêm, tụng Lăng Nghiêm, tụng Lăng Nghiêm riết rồi bắt đầu bà. Mà tôi bấm số bà tới luôn rồi, vì tôi thấy những người mà bấm số tới rồi mà tụng Lăng Nghiêm, tôi coi trạch luôn. Tức là nó không nằm trong cái nhân quả nữa. Bởi nó nói bà chỉ maximum đó là 4 ngày, tới 4 tuần lễ là maximum mà. Nhưng mà khi tụng Lăng Nghiêm rồi cái là nó chạy số luôn. Mà con cái tụng hết đó, mấy ba tụng đó. Nói thật là quý vị cẩn thận, làm đây là người thật chỉ thật, nên thăm nó đứng mặt đây, má nó mấy lần luôn. Cho lâu lâu thế nó dắn là bà già yếu. Mà bắt đầu bà già không chịu, trước khi đó là không chịu niệm Phật, có đúng con? Má con bắt đầu gần mà bệnh nó nổi lên đó, không chịu niệm Phật nữa. À, bắt đầu ma chướng nó lên đó, không chịu niệm Phật, bỏ niệm Phật, là biết niệm Phật là nó bay về, nó tụng Lăng Nghiêm rồi đó. Cái bà chịu niệm Phật lại. Mà tôi nói đây không đâu xa này, nó đó.
nó bài cái đấy đến đây quý vị thấy nó nói tiếng Việt cũng hiểu cha hiểu bài lâu lâu nó đem lại chục cái bánh pizza có gì thấy không đó, nhưng mà con nói mà thầy con nói với thầy tụi con nói mà sáng nào mà thầy thấy mà miêu thiện mà không lên tụng lăng nghiêm á là thầy xuống nhà nghe chắc là bị gì rồi đó chứ còn miêu thiện không bao giờ bỏ lăng nghiêm rồi thôi chúng ta hồi hướng 8 giờ rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều